Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 4 tháng 6 năm 2022, tại đường Dân Sinh thuộc khu 1 xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, xảy ra vụ cháy xe ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội, trên xe chở 4 người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rơm cuốn vào gầm xe phát nhiệt gây cháy. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Rất may không thiệt hại về người, xe ô tô bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Hiện đang là mùa nắng nóng để tránh tai nạn khi lưu thông qua các đoạn đường có phơi nhiều rơm dạ. Tài xế cần dừng xe kiểm tra nếu phát hiện có rơm dạ quấn vào gầm xe, cần kịp thời gỡ ra. Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm tình trạng phơi rơm dạ trên đường gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.